Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh Hải Bảo Thắng. Hôm nay thì Hải đang có mặt tại chợ phiên vùng cao, đó là chợ Đồng Phình. Chợ này thì cũng có lần Hải quay rồi. Chợ này diễn ra vào sáng thứ 6 hàng tuần. Bây giờ thì rơi vào tầm 7 giờ, bà con đi chợ cũng khá là đông. Và nhiệm vụ của Hải hôm nay đi quay và chia sẻ cho mọi người xem chợ phiên có đặc điểm gì thú vị ở trên vùng cao này. Và Hải sẽ gửi tới quý vị và các bạn nhé. Và bây giờ thì Hải xin mời. Ở trên kia là cổng chợ nha các bạn nhé. Và bây giờ thì Hải sẽ lên cổng chợ và sau đó thì sẽ vào trong chợ để quay chia sẻ cho mọi người. Nhưng mà trước khi vào trong chợ thì Hải thấy ở bên này thì có một cái cây hoa màu đỏ và hoa cúc này. Chắc là người dân ở quanh đây là người ta trồng ấy. Mình thấy khá là đẹp. Đây các bạn này, bụi hoa. Hoa này là gọi là hoa gì nhỉ? Hình như là hoa thực dược các bạn. Đấy, đây là mình thấy bụi này đẹp hết nhỉ, hoa thực dược màu đỏ. Rồi ok các bạn nhé, bây giờ thì Hải sẽ đi vào trong chợ để quay chia sẻ cho mọi người. Chợ hôm nay khá là đông mọi người ạ. Ở đây thì bác này đang... Ở đây có món gì đây? Ngay đầu cổng vào mình thấy ở đây là có cá này. Đây là cá mặn này. Cái này là cá suối nhá các bạn nhé. Và người ta ướp lạnh. Đây là viên đá này các bạn này, người ta ướp lạnh. Cá này thì các bạn chiên giòn nên ăn rất là ngon nhé. Còn bên này thì mình thấy là một bác bán mận tam hoa các bạn. Mận ở trên Bắc Hà đấy, mận tam hoa. Và vào mùa này thì mận tam hoa cũng khá là rẻ. Nó chỉ rơi vào tầm 10.000 đến 15.000 thôi các bạn. Đây này, ví dụ như anh này, anh cũng đang bán mận này các bạn này. Và bây giờ thì mình hỏi xem là anh ấy bán khoảng bao nhiêu tiền một cân nhé các bạn nhé. Cái này mấy nghìn cân anh? 15.000. 15.000 cân. Cái này tam hoa nhỉ? Tam hoa đấy các bạn. Ở bên này thì là mình thấy là bác này có bán cả những cái cối bằng gỗ này các bạn này. Bây giờ hiện tại như thế này, cái một cối về ba chày. Ôi. Giá chung. Thế thì hỏng mất rồi. Ở đây thì bác ấy bán cả chày và cối các bạn. Cối giã hạt tiêu, rồi hạt dổi, rồi ớt. Nói chung là các bạn thích giã thì các bạn... Đây là gỗ dổi đây này. Đây là cũng đặt gỗ dổi. Gỗ dổi hả bác? Gỗ dổi luôn. Đấy, gỗ dổi nó rất nhiều chày nó mới giã chung. Vâng, đây. Gỗ làm từ cây dổi đi ạ. Cái này tiện nhỉ? Tiện nó mới nhẵn này này. Đây. Ví dụ cái này bao nhiêu tiền bác? Hơn 300. Hơn 300 là cả chày chưa đấy? À, cả chày, cả bộ đấy đúng không? Cả bộ là hơn 300. Rồi này. Đúng là đặt hàng rồi này. Đây cũng màu giống nhau mà. Đây. Rồi này. 600 700 700 một bộ nhỉ? 700. 700 một bộ. Thế cái ví dụ cái này là cái chày của nó chính gốc đâu? Chày của nó ví dụ mình thì cách thì mình cho. Vâng. Trời ơi. Vâng. Đây là gỗ hạt dổi hết ạ. Dổi nó có thơm không? Thơm chứ. Thơm phết đấy. Người là không phải hạt dổi. Nhưng mà thơm mùi hạt dổi. Đúng, mùi hạt dổi thật. Vào đây thơm ạ. Đây, bác ngửi thơm nữa. Cái này mình ngửi thơm ạ. Cái này là ít mua được cái gỗ để làm. Đây là mình tự làm, mình phải đi lần đi tìm gỗ. Sao nó vỡ à? Không, cái này ra ớt mới ra tiêu không vỡ được. Là hợp lý. Thì chỉ có trên này, thế này thôi mà đập vào vỡ ngay phải không? Vâng. Nói chung là gỗ hạt dổi như kiểu mùi hạt dổi các bạn. Thơm lắm. Cái bé này bao nhiêu đấy? Thật đấy. 180 ơi. Cái cối kia nhỏ thì 180. Giờ chỉ thấy không.
Nói chung là mùi hạt dổi bác nhỉ. Ok các bạn nhé, chúng ta sẽ di chuyển sang bên này một tí các bạn. Ở bên này thì mình thấy là một số cái bác này bán cái gì nó cũng hơi là lạ một tí này các bạn này. Ở đây là bác cái này gọi là cái sàng à, cái sàng các bạn. Đây. Đây cái sàng nhé. Và bên này thì mình thấy cả cái gùi bằng gỗ này các bạn này. Đấy. Còn đây là không biết là cái gì, cho xem tí bác nhá. Cái này để làm gì bác? À. Còn gọi là bằng búa gỗ. Đấy. Ngày xưa gọi là búa đinh nhưng mà bây giờ là búa gỗ. Cái này lặng phết đấy các bạn. Đấy. Cái này thì các bạn mua về gõ cái gì cũng được. Cái là... xe đúng xe đóng à và đúng rồi hoặc là nó làm giã cái xăm nhỉ, giã xăm luôn tung lên không hổ và nói chung là thích gõ và gì gõ nhưng mà nó được là được, nhưng mà gỗ này nó nặng nhỉ bác nhỉ, nó nặng này nó đầm tay ấy. Đúng rồi, nó nặng này nó rất là đầm tay nhé cả nhà nhé, như kiểu gỗ nghiến nó nặng nhỉ, nó chưa hay là gỗ chẩn, cái cây chẩn nó cũng nặng ấy. Hay là nó còn tươi. Này này vẫn tươi nhưng mà nó cũng khá lặng mà. Bác còn cả cái gì không biết là cái này để làm gì nữa. Dạ ốc. Dạ ốc. Nói chung là có một số đồ là lạ các bạn. Bác bán cả ớt, cái này là 10.000 một đống nhá cả nhà nhá. Đây. Cứ 10.000 một đống. Ớt xanh các bạn. Ở đây thì mọi người người dân ở đây kể cả nam nữ đều ăn ớt rất là tốt các bạn. Bởi vì là trên vùng cao người ta hay ăn ớt và ở trên này nó rét ấy các bạn, nên ăn ớt thì rất là hợp. Còn khu vực bên này thì mình thấy là người ta bán con giống này, con ngan, con vịt các bạn và con ngỗng. Đấy, những con giống để về nuôi. Ồ cái loạt đấy là toàn là to nhỉ. Đấy con giống rất là to nhé các bạn nhé. Cái này nuôi về rất đảm bảo luôn đấy. Đây. Những con giống rất là to. Ở bên này thì là mình thấy là các bác ấy bán rượu này. Đấy, rất là nhiều can rượu nhé. Và ở đây thì đa số là rượu ngô cả nhà nhé. Rượu ngô. Rượu ngô thì nó cũng chia làm mấy loại này các bạn. Loại thì 20.000, loại 35.000 và loại... Đấy, bác này đang thử rượu này các bạn này. Mình xem bác thử rượu một tí nhé. Rượu ngô này, đặc điểm của rượu ngô này là uống không đau đầu và rất là thơm các bạn. Đấy, bác đang thử rượu xem là có ngon không, rồi sau đó thì bác mới mua. Đây là khu vực bán rượu và từ đầu đằng kia đến tận đầu này là toàn rượu ngô thôi. Nói chung là trên vùng cao thì toàn bán rượu ngô các bạn. Ngon không? Ngon nhỉ? Thơm nhỉ? Thơm nhỉ? Vâng ạ. Bảo rượu ngô này thơm. Không, cái rượu tú thì nó phải cái nữ thì nó xa xôi rồi nó phải uống thì nó đang đắng đấy. Vâng. Con nhà nó bóp, nhà nó cửa tỏ nhau mà.
Ông đang kiểm tra rượu các bạn. Đây là đây là theo kinh nghiệm của bác ấy, bác đang kiểm tra rượu. Chúng ta sẽ quan sát một tí nhé các bạn nhé. Quan sát một tí xem kinh nghiệm của ông chọn rượu. Đây là dàn rượu ngô nhé. Nói chung là chúng ta đến đây mua rượu thì chúng ta có quyền thử nhé. Đấy. Xem quán nào ngon hơn thì chúng ta mua các bạn. Rồi ok các bạn, có lẽ là Hải sẽ di chuyển sang vị trí khác các bạn. Đấy, chúng ta sẽ sang khu vực vào phía trong chợ để xem là chợ phiên ngày hôm nay thì có đặc điểm gì nổi bật. Hải sẽ ghi hình. Đấy. Có vẻ như là ông chọn rượu rất là kỹ. Rồi, bây giờ thì Hải sẽ đi vào bên trong để quay chia sẻ tiếp cho mọi người nhé. Ở đầu cổng thì Hải thấy là người ta bán hoa quả rất là nhiều các bạn. Đây là những quả lê này các bạn này. Đấy, các bạn có thể xem những quả lê ở trên vùng cao. Đấy, những quả lê này thì chỉ rơi vào tầm 20 đến 25 nghìn thôi. Một cân nhé các bạn nhé. Đấy, quả lê nhỏ, nhìn trông rất là xinh xắn. Đấy. Đây, đây gọi là lê Bắc Hà, lê vùng cao các bạn. Quả lê của bác à? Cái này bao tiền một cân bác? 15 à? À quả này nhỏ là 15.000 một cân. Đấy. Lê quả tròn, bên trong là trắng. Đấy. Còn bên này thì mình thấy là bác ấy bán cả dưa chuột. Đây gọi là dưa ở trên vùng cao ấy, dưa người Mông các bạn, nên quả nó rất là tròn. Đây này. Vâng ạ, đây. Còn đây là mận tam hoa, đấy, 15-20 nghìn một cân. Và bên này thì Hải thấy là người ta bán cả đỗ này. Và đây là cà tím nhé, cả nhà nhé, cà tím. Cà màu tím. Ôi, bên trong này nhiều chuối chưa? Bên trong này là mình thấy là người ta bán rất là nhiều chuối nhé. Đấy, đây là chuối tiêu và chuối phấn này. Đấy, những quả chuối rất là ngon các bạn. Chuối này là chuối chín nhá. Bên này là chín hết này các bạn. Ở đây thì Hải thấy là người ta bán cả lê này. Đấy. Ai cắt chìa khóa đây? Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân, có ép lát tích, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen, ép chất lượng cao. Ở khu vực đầu cổng đa số thì Hải thấy là người ta bán rau củ quả đây các bạn. Ở đây thì mình thấy có cái này rất là lạ này các bạn ơi. Ôi, cái này lạ chưa các bạn ơi? Cái này là cái gì đấy cô? Hoa gì đấy ạ?
Cái này cái gì đấy em? À, chim bầu à? Chú biết cái này là cái gì không chú? Không, không biết đâu. À, cái này để uống hay để ăn à? Xào ăn à? Không. Xào luộc. Xào à? Xào luộc ăn này. Trong khoa học anh còn chưa nhìn thấy tên nó mà. chưa thấy trong danh sách đúng không? Không thấy. Cái này rất là lạ nha các bạn nhé. Mình cũng chưa biết tên, hỏi cô thì cô bảo chim bâu. Đấy, rất là lạ này. Không có loại này đúng không? Cái này cái này thì ngoài danh sách. Cho nước vào, cho muối vào đi. Mình cứ để đau lâu nữa. À mà cái này để ngâm như kiểu hành nhá. Ừ đúng rồi. À đúng rồi. Không biết cảm giác ăn như nào nhỉ? Chưa từng ăn bao giờ. Là mình lấy rau. Cái cây này cái này cũng ở trên đồi à anh? Không, nó phải trồng. Phải trồng à? Ừ, trồng mai, cái này trồng được. Nhưng anh biết tên là quả gì không? Cũng không biết tên à? Điểm mưu thì nó biết nhưng mà à, tiếng Kinh này không biết đấy. À xong là mình có cam, xong là mình cho rửa sạch, xong là mình để muối vào đi. Cứ để lâu nữa. À, như kiểu, nói chung là ngâm như kiểu hành nhỉ? Ừ, đúng rồi. À, ngon lắm. Vâng, cảm ơn anh nhé. Ở đây thì mình thấy là bác ấy bán cả rau má này các bạn ạ. Đấy, rau má lon người ta mới vặt ở vườn hoặc là ở trên đồi. Nói chung là rau má thì mọc cả ở vườn và trên đồi có hết các bạn. Còn em này em bán đỗ này các bạn này. Cái này thì mấy nghìn một bó bạn? 10.000 này em ơi. 10.000 một bó à? À, anh xin phép anh quay tí nhá. Quay một đũa đỗ của cái này tí. Ở đây đỗ này, cái này còn là đỗ đũa à? Đỗ béo à? Đỗ béo nhỉ? Đỗ đũa phải dài này. Vâng. Đây là đỗ cô ve. Nói chung là bó này có 10.000 thôi cả nhà. Đấy. 5.000 hay 10.000? 5.000. À có 5.000 nữa à? À, có 5.000 một bó. Cái này đủ một bữa đấy các bạn. Xào, luộc. Cái này gọi là đỗ cô ve hay gọi là đỗ béo các bạn. Còn đỗ đũa thì nó dài như kiểu đũa cơ. Nó như kiểu này này các bạn này. Đấy, nó dài như kiểu này gọi là đỗ đũa này. Cái này là màu tím nhé. Bạn này chuyên bán đũa. Đây bạn đang bó này. Trong này chắc là còn nhiều này. Trong giỏ của bạn thì mình thấy là còn rất là nhiều đỗ. Bạn ấy đang bó ra để bày bán cho khách các bạn. Đấy. Nhưng bó này thì bạn ấy bảo là 5.000 một bó. Và bên này thì mình thấy là người ta bán cả bí này các bạn ạ. Như quả bí rất là tròn nhá. Đấy. Như kiểu bí bao tử nhờ các bạn ạ. Bí lon ấy, cháu xem thì và đây, quả này rất là tròn này. Cái này ăn được cả vỏ nhé các bạn nhé. Xào này ăn được cả vỏ luôn đấy. Nó non lắm. Và cũng có thể là luộc. Nhưng mà thường thường là mình thấy là xào là ăn ngon hơn. Còn đây là su su các bạn. Những quả su su ở trên vùng cao. Ở trên Bắc Hà thì nó cũng lạnh nên trồng su su được. Nhưng mà mình nghĩ chắc chắn là su su này lấy ở Sapa về các bạn. Vì Sapa thời tiết nó lạnh hơn và hầu như su su là quanh năm ngày tháng các bạn. Ở trên Sapa là su su là quanh năm ngày tháng. Ở đây thì mình có cả cây giống ớt này các bạn này. Đây là một búi. Nói chung là rất là nhiều cây giống các bạn. Đây là tàn cây ớt đây nhá. Bên này thì chủ yếu là mình thấy là người ta bán rau củ quả là nhiều các bạn. Đấy, mùa này mùa lê này, quán nào mình thấy là người ta bán lê. Hôm nay không mang che nắng à? Hôm nay bạn này bán ngọn rau bí các bạn. Lon chưa? Đấy, ngọn rau bí. Có tước không? Có tước hộ cho khách không? Hả? Anh lấy 10.000 nữa tước hộ anh được không? Lấy cho anh 10.000 nhá. Tí anh quay này lấy cứ tước luôn đi. Tranh thủ tước, không có khách tước hộ anh. Tí anh quay này anh đấy.
tí mình mang về luộc các bạn. Bởi vì đường nào mình cũng về mình là bó lao cũng được, nhưng mà tước hộ, tranh thủ chưa có khách ngồi tước hộ vậy. Ở đây thì mình thấy là người ta bán cả dây ớt này các bạn này, dây ớt khô này. Đấy, dây ớt khô này các bạn này. Một dây ớt là rất là nhiều quả nha các bạn nhá. Nó rơi vào tầm chắc là phải 300 quả đấy. 300 quả ớt ấy, nhiều lắm các bạn. Và dây này nó rơi vào tầm 70-80 nghìn một dây cơ. Đấy, rất là nhiều. Đây, mình sẽ để đây cho bạn đấy. Rồi, mình sẽ vào trong chợ một tí các bạn. Sau đó thì tí cứ tước nhá, tí anh qua anh đấy. Mình sẽ vào trong chợ một tí, mình quay chia sẻ cho mọi người. Ôi, cái khu vực này rất là nhiều cà tím nhé mọi người ơi. Đấy, những quả cà tím này nhìn trông rất là đẹp nhé. Đấy, cà tím này. Cái này để xào này, để nướng này. Để xào để nướng ăn rất là ngon. Ở đây thì mình thấy là người ta bán cả một túi bóng ớt. Đấy, những quả ớt nữa. Rất là đẹp và tươi các bạn. Cái này hình như là người ta mới vặt xong, rất là tươi. Còn bên này thì người ta bán hoa quả. À, ok các bạn nhá. Đây thì mình lên. Muốn làm gì không? Ở đây ớt, đây là ớt 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 thóc, ớt thóc đúng rồi. Anh này anh đang mua ớt thóc này sao này. Đây là chú mua hẳn bát này à? À, cay lắm nhỉ, ớt này cay lắm chú nhỉ, ớt này là siêu cay đấy. Ví dụ một cân này là rơi vào trăm mấy mà cô nhỉ? Hình như là ngày xưa ngày trước cháu hỏi nên nó rơi vào tầm 160 hay sao ấy. À, 200 à? Giờ chắc phải 160-180 nhỉ? Ớt này là gọi là ớt thóc các bạn, siêu cay các bạn này. Nhưng mà ở đây là cô này cô bán theo bát nhé, không bán theo. Ví dụ bát này bao nhiêu tiền cô? Mấy chục? 20 nghìn các bạn. Đây. Ba mấy quả một cân, ba mươi ba. Cái này về muối thôi chứ nhỉ, ăn làm sao mà hết bằng này được? Sao không biết là dăm đi nghề đông người, cái này là mười mấy người làm một ngày là khắp. Ôi ôi. Cho bà Tú. Ôi à, vâng, cho bà Tú nhỉ. Như cháu chắc này phải cả lăm ấy. Cháu không ăn được cay. Chú đi mua ớt các bạn. Rồi, cháu cảm ơn chú nhá. Đấy, chú đi mua ớt thóc. Nhưng mà đấy là dòng ớt đắt tiền nhất ở trên này đấy các bạn. Nói chung là tùy từng người ăn, có người ăn được người không. Nhưng mà đa số ở trên này thì đồng bào, kể cả phụ nữ, người ta cũng ăn được ớt. Và đi ăn phở người ta cũng cho ớt vào. Đây là những túi phở này cả nhà này. Đấy, phở của người Mông. Trong này thì là phở đỏ nhá. Và trong này thì túi này có 20.000 thôi. Trong này có gia vị, hành rồi hạt lêm, đầy đủ hết, có cả ớt nữa. Còn đây là bánh này. Cái này bánh khúc hay bánh gì đấy? Mình cũng không biết là bánh gì. Mềm lắm các bạn. Cái này phải bánh khúc không cô? Đây là bánh khúc các bạn. Và đây hình như là đậu xị các bạn này, đậu xị. Mình thấy là đây là có 5 hộp đậu xị. Cái này thì các bạn có thể là ăn cùng với phở được này. Hoặc là làm nước chấm cũng được. Đấy, khu vực bánh rán này.
như hình ảnh rất là quen thuộc nhá mọi người nhá. Những người ta bán những cái đống ớt. Đấy, những cái đống này thì ớt to hơn. Và cũng những cái đống này thì nó chỉ rơi vào tầm 10.000 một đống thôi. Đấy, bán theo đống. Ở đây thì là mình thấy là có cả chai mật ong này. Chai mật ong này thì chưa được 1 lít, chắc là cái này khoảng chai 65 các bạn, chai 65 đấy. Cái này 150 à bà? Vì nó chưa được 1 lít nhỉ. 1 lít nó 250 mà nhỉ. Vâng, cái chai này thì họ bán 150 này cả nhà này. Cái này chắc là ong khoái nhỉ. Đây. Cái này đầu xị bà biết bao nhiêu tiền nọ đầu xị nào? Vâng. Một lỗ thì 50.000. Một hộp này á? Ở đây cũng có này các bạn này, một hộp 50.000. Như kiểu bên kia mình vừa quay cho bạn xem ấy. Còn bên này thì bác đang dán bánh để tí cho khách mua. Đây. Bánh rán ở đây thì có màu hồng, màu gấc ấy, người ta làm từ những quả gấc và bột lép các bạn. À bột tẻ chứ nhỉ? Bột lép chứ. Bột lép à? Bột tẻ sao làm được à? Vâng. Nói chung là bột lép trộn với gấc ra màu này. Và trong có nhân đỗ nhỉ? Đây nhân đỗ này các bạn này. Đấy. Nói chung là phiên chợ nào mình thấy bà bán ở đây này. Đấy, các bạn mua đi chợ thì các bạn ghé qua thì mua gì thì ủng hộ cho bác ấy nhá. Đấy, chuyên bánh rán ở trên chợ phiên các bạn. Nói chung là hôm nay thời tiết thì bắt đầu hửng nắng rồi. Hôm qua thì mưa các bạn. Hôm qua mình đi chợ thì gặp dính mưa. Còn hôm nay thì nắng. Và mùa hè thì hứa hẹn những ngày rất là nóng các bạn. Và trên mình thì thỉnh thoảng còn bị mất điện nữa cơ. Đấy, khu vực vải này. Ở đây thì đa số là toàn... Bây giờ là mùa vải thiều các bạn. Đây, vải thiều ăn rất là ngon. Những vải thiều thì hạt nó nhỏ và cùi nó rất là dày các bạn. Ăn rất là ngọt. Và vải thì thường là 20.000, đấy, 20.000 cân, 15.000 một cân. Đấy, ớt này. Rồi ok các bạn nhé, bây giờ thì chúng ta sẽ vào bên trong một tí. Đây này, mình quay chia sẻ cho các bạn một tí này. Ở đây thì mình thấy là người ta bán cái bồng khoai. Một cái bồng khoai mon ấy, khoai mùng, khoai mon đúng rồi. Mà nhưng mà nó thuộc loại ăn được các bạn. Đây này rất là nhiều này. Đấy. Cái này thì phải tước đi nha các bạn nhé. Tước đi thì mới nấu canh. Đấy, nấu canh rau đay rồi nấu canh mùng tơi. Ăn rất là ngon. Và những bó này, bó này chắc là phải 10.000 thôi chứ nhỉ? 10.000 à cô? 5.000. Ồ có 5.000 thôi à? Đấy, có 5.000 một bó rất là to nhé. Đấy, cái bồng của nó cũng to các bạn. Đấy, cái này thì nếu mà các bạn nào mà chăm chỉ mà tước thì ăn rất là ngon. Còn bên này thì mình thấy là người ta bán một số cái gọi là cái vai để làm ở đằng sau cái điệu như kiểu cái gùi ấy các bạn. Nó như kiểu cái gùi dưới đây này. Đấy. Đấy, bạn ấy bán cả su su và cả ớt nữa. Ngay đầu cổng vào thì là mình thấy là ở đây có một quán hàng người ta bán cào, bán cái lạo này và một số con dao này. Còn bên trong kia thì người ta bán cả xôi các bạn và đồ thổ cẩm nữa. Và những cái túi thổ cẩm các bạn. Đây, mình sẽ sang bên này quay chia sẻ cho mọi người nhé. Đây, những túi thổ cẩm này.
Những cái túi này thì nó rất là nhiều ngăn nha bạn, các bạn nhé, có cả khóa nữa. Cái này mua để điện thoại, để tiền, để được nhiều đồ, rất là to. Cái này là để đeo bụng nhỉ? Quai nó rất là ngắn nhé, chắc là để đeo bụng. Rồi ok các bạn nhé, bây giờ thì Hải tiếp tục đưa mọi người vào bên trong chợ phiên. Đấy, xem ngay buổi sáng sớm thì Hải thấy là mọi người mua đồ uống rất là nhiều. Đây, quán này khá là đông và thu hút nhiều trẻ con các bạn. Đấy, những cốc trà sữa, trà trân châu. Hôm nay đông khách quá nhỉ. Toàn trẻ em thôi. Hôm nay thứ mấy nhỉ? Hôm nay thứ 6 mà. À, được nghỉ hè nhỉ. Điểm danh. Mỗi người một cốc. Người thì ăn pate à? Bánh mì pate các bạn. Ôi, đứng lên nóng chưa? Đây. Rồi ok các bạn nhé, hiện tại thì Hải đã đi sâu bên vào bên trong chợ. Chợ hôm nay thì mọi người đi cũng khá là sớm. À, bác ship đồ à? Đây là mèn mén này. Đấy, mèn mén và ốc đậu. Ship cho khách các bạn. Có 3 người đúng không? Đấy, 3 người thấy 6 bát các bạn. Trong đó là một người thì nguyên một người là một bát mèn mén, một bát ốc đậu và một bát nước chấm. Ở đây chúng ta đang đứng ở khu vực hàng giao nhé các bạn nhé. Ở đây thì là người ta bán rất là nhiều loại. Ở trong đó thì có cả những cái lạo này. Đấy, những cái lạo thì để dãy cỏ này. Đấy, dãy vườn, dãy đồi này. Còn đây là những con dao phát này các bạn này. Đấy, dao phát. Những cái này rất là đầm tay nhé các bạn nhé. Mình không biết là dao thấy có ký hiệu 3 con 5. Đấy, cầm rất là đầm tay các bạn. Đây là dao phát. Còn bên này thì là dao dựa các bạn. Đây, dao dựa để chặt củi này, chặt những cái xương này. Xương trâu xin bò cũng được. Những cái gì mà cứng cứng đúng không, dao này sẽ giải quyết được hết các bạn. Còn bên này thì cũng chặt xương được, nhưng mà xương nhỏ hơn một tí. Còn bên này này, dao thái thịt, dao thái chuối. Đấy, thái rau. Dao này như kiểu hệ dao phay các bạn. Nói chung là bác bán rất là nhiều loại. Đây là dao bầu. Đấy, dao bầu như kiểu mổ lợn cũng thái thịt được. Và đây là dao nhỏ hơn một tí nữa. Nói chung là cũng để thái rau thái thịt được hết các bạn. Đấy, rất là nhiều. Và bây giờ thì Hải sẽ sang khu vực ẩm thực. Hải quay cho mọi người xem nhé. Đấy, hôm nay thì Hải thấy là có một cái quán người ta nghỉ này, còn quán bên này thì vẫn hoạt động đều. Đấy, mọi người đến đây thì mọi người tranh thủ ăn sáng, và ăn sáng những món ăn sáng ở đây thì thường thường là phở các bạn, chủ yếu là phở, ai cũng có một bát phở. Ngoài ra thì có thể là ăn mèn mén, hoặc là ăn xôi, hoặc là ăn ốc đậu. Đây, thường thường thì những quán như này thì cũng khá là đông các bạn. Ở đây thì Hải thấy là người ta bán cả lòng dồi này. Đấy, lòng lợn nhé các bạn nhé.
Đây là thịt luộng này, thịt thịt lợn này. Đấy. Cô ấy đang chuẩn bị hai bát phở cho khách các bạn. Đây là lồi nước lèo này các bạn ơi, lồi nước luộc thịt. Đấy, sau đó là người ta vớt thịt ra, sau đó là người ta cho nước vào trong bát phở các bạn. Đây, một cái chảo ốc đậu rất là to các bạn. Đấy, ốc đậu thì là các bạn có thể là ăn cùng mèn mén hoặc là ăn không cũng được. Nó cũng rất là rẻ thôi, 5.000, 10.000 một bát. Thì các bạn có thể lên chợ phiên. Nếu mà các bạn chưa từng ăn thì các bạn có thể là trải nghiệm các bạn. Đây là một đĩa to các bạn, một đĩa đo thịt chó này. Đấy, người ta gọi là vitamin go go ấy. Và cái này là lòng chó hay lòng lợn đấy bác? Lòng chó mà. Cái này là lòng chó hết ạ. Và đấy, gọi là dồi chó đúng không? Dồi chó này. Đấy. Và ở trong cái ô kia thì bác ấy bán cả mèn mén nhé các bạn nhé. Như kiểu bác này cũng đang ăn mèn mén này. Rồi ok các bạn nhé, chúng ta lại tiếp tục lạc vào khu vực thế giới thịt lợn các bạn. Ở đây thì có cả thịt lợn trắng và thịt lợn đen nhé. Và bây giờ thì Hải sẽ đi vào bên trong này để quay chia sẻ cho mọi người. Đấy. Đây, quán này cũng bán thịt lợn này. Ở đây là ba chỉ này các bạn, toàn ba chỉ nhiều. Cái này đen hay trắng không? Cái này đen hay đen nào?
ba chỉ đấy, nhiều nhờ, một mảng to. Ba chỉ giờ loại này bao nhiêu bác? $100,000 một cân. Lợn đen nhé cả nhà, ở trên này đa số là người ta hay mổ lợn đen người ta bán. À, hình như là bác ấy đang đi xem lợn, thịt lợn rồi bác ấy mua các bạn. Đấy. Nói chung là chúng ta đang đứng ở khu vực thịt lợn. À, mình vừa hỏi cho bạn xem rồi. Thịt ba chỉ bình quân nó rơi vào 100,000 một cân các bạn. Đây cũng một miếng ba chỉ rất là to này các bạn ơi. À, rồi ok các bạn nhé, đấy là khu vực Hải vừa đi từ ngoài cổng. Nói chung là chợ hôm nay thì theo như nhận xét cá nhân của mình thì chợ hôm nay thì cũng vừa vừa thôi, chứ cũng không đông lắm. Chắc là Hải nghĩ là mọi người cũng tranh thủ lên lên đồi, lên nương để đi làm. Một số thì đi làm xa, còn một số người đi chợ thì cũng tranh thủ buổi sáng người ta đi chợ sớm, sau đó là người ta mua những cái dụng cụ cần thiết hoặc là thức ăn, rồi như kiểu mớ rau, cân thịt, rồi rau củ quả về cho gia đình, sau đó là người ta lại đi để đi làm các bạn. Và bây giờ thì Hải sẽ đưa mọi người ra khu vực chợ gia súc nhé. Chợ gia súc ở đây thì có lợn và có chó, còn trâu thì đợt trước có nhưng mà bây giờ thì người ta cũng không họp trâu nữa, nên trâu không được bán ở đây mà chủ yếu là trâu bán ở chợ Bắc Hà và chợ Cốc Ly. Ở đây là toàn bộ khu vực chợ gia súc này các bạn này. Đấy, các bạn có thể là quan sát toàn bộ xung quanh ở chợ gia súc. Ở đây thì lợn các bạn. Ở đây thì mình thấy là một con lợn rất là to đang nằm trong cái lồng sắt này các bạn này. Đấy, con này nó rơi vào tầm 35 cân các bạn. Và giá bình quân thì rơi vào 65 đến 70. Đấy, lợn hơi các bạn. Lợn giá thịt ấy. Còn lợn giống thì nó rơi vào tầm 100. Đấy. Nói chung là lợn hôm nay cũng ít kìa các bạn nhỉ. Đấy. Lợn hôm nay mình thấy là số lượng người đi bán này cũng ít. Đây này. Đấy, những con lợn giống này các bạn này. Đấy. Những con lợn giống mà nó rơi từ 1,4-1,5 triệu này. Có nghĩa là nó số cân của nó phải rơi vào 16-17 cân rồi. Ít. Đây. Ở đây mới gọi là lợn ỉ này, lợn bụng sệ này các bạn ơi. Sao nó hụi đất này. Đây. Đây này các bạn ơi. Ôi, con lợn này lưng nó võng nhỉ. Đây này các bạn này. Ở đây cũng có một con lợn nằm ở ngoài này. Ờ, con này toàn thích đi nằm thôi nhé. Con này tầm 12 cân không bác? Triệu mấy bác? Con này triệu mấy ạ? Mình bác ấy nói tiếng Mông thì mình không hiểu lắm các bạn. Nhưng mà mình đoán là con này nó rơi vào tầm 12-13 cân các bạn. Không biết có được không.
đi đi đi. À, con này lông rất là rậm nha các bạn nhé. Con này 25 à? 200. À 200. À mình tưởng 25 là 250. À, đây có một con chó này. Đấy. Chó màu đục đục trắng đục. Con này con đực. Đấy, bạn ấy báo là 200 các bạn. Con chó lông mèo kia bao nhiêu tiền cô? 600 à. Đây có một con này. Con này thì mấy? 5 à? À 500, 600. Đã suy nghĩ. À, ok các bạn nhé. Cô ấy có một con đốm trắng này. Con này cô báo 600 và con này cô báo là 500 các bạn. À, nói chung là buổi sáng hôm nay rất là nắng, ngồi đây rất là nắng nhá. Ở bên này thì mình thấy là cũng có một số vài con chó này. À, đây là những con chó thường các bạn, nó rơi vào tầm từ 300 này. Đấy. À, đây có một con chó trắng này, nó rất là hiền. Nó đang nằm đây, chó đực nhá các bạn nhé, con này con đực này. Con này mấy trăm cô? 200 à? 400 à? À con này cọc à? À không phải cọc. À, vừa nó một em chó trắng khá là hiền các bạn. À, con này cô báo là 400.000. À. Một con, hai con, ba con, bốn, năm, sáu, bảy. À, tổng số ngày hôm nay mình thấy là 9 con lợn các bạn. À, 9 con chó. Ở đây thì có ba con chó nó ra nó đi ngủ các bạn. Đây, em xem tí nhá. Đây, có ba con chó nó đi ngủ này. Đây. Em đực nhá, phơi ra đây. Ngửa đây lội hết hàng rồi các bạn. Hai con này chắc là cùng đàn nhỉ, đúng không? Tầm này bao nhiêu tiền con anh? 200 thôi à? À anh bán là 200.000 một con các bạn. Con này chắc cũng thế, nó nhỏ hơn chắc là cũng bằng đi tiền thôi. À, con kia cũng thế. Ba con này nó sàn sàn nhau các bạn. Đấy, nhìn nó rất là hiền và ra đây nó còn ngủ cơ. Còn con bên này chị kia thì cũng bán 200. Nói chung là chợ chó ở đây thì hôm nay thì mình đến tổng số là có khoảng là 6 à 9 con chó các bạn. Còn lợn thì hôm nay cũng ít. À, đây là tàn lợn trên lợn của người Mông nhé, lợn bản các bạn. Đây. Cái chó này tôi mua tăng cả mà. Cái chó này tôi sẽ cho nó cười ha. Cái chó này tôi sẽ cho nó cười ha.
Rồi ok các bạn nhé, đấy là toàn bộ khu vực chợ gia súc của chúng ta ngày hôm nay các bạn. Nói chung là lợn hôm nay thì mình thấy là so với mọi phiên hôm nay có vẻ như là số lợn đã giảm một ít, và chó thì hôm nay lại nhiều. Có hôm thì có chỉ có 2-3 con chó thôi, hôm nay thì mình thấy 9 con chó, chứng tỏ là đã tiến bộ hơn. Nhưng mà số lợn, về số lợn thì này ít hơn các bạn. Đấy, đây là những hình ảnh rất là chân thực ở trên chợ phiên, Hải quay và gửi tới và chia sẻ tới mọi người. Rồi ok các bạn, có lẽ là video của Hải thì quay về chợ Đồng Phình đến hôm nay thì có lẽ là Hải xin dừng ở đây thôi. Hẹn mọi người vào video tiếp theo ở video khác nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã quan tâm và theo dõi kênh. Và bây giờ thì Hải xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn mọi người vào video sau.